Luận về tích cực. Có người hỏi tôi, thưa thầy, con đã đọc rất nhiều sách bàn về tích cực để giúp mình không ngừng nỗ lực phấn đấu. Nhưng càng đọc nhiều, càng cảm thấy phản tác dụng. Vì mỗi cuốn sách đưa ra một hướng tích cực khác nhau. Vì thế, khi không làm được, con cảm thấy mình yếu đuối hơn. Thực ra, những người viết và giảng giải cho mọi người nghe về vấn đề này đều trích dẫn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, đồng thời kết hợp với suy nghĩ, quan sát của bản thân họ mới đưa ra lý luận về tích cực. Bất quá đó chỉ là công trình nghiên cứu về tích cực chứ bản thân họ chưa hẳn đã làm được. Cũng có thể là họ sẽ rất vất vả, phiền muộn để thực hiện chúng. Ở đây không phải tôi phê phán lối sống. Điều tôi muốn nói là tích cực đến hoàn mỹ mà họ đã diễn tả hoặc viết trong sách là điều chính bản thân họ còn không thể thực hiện được. Theo quan điểm của họ, tích cực là phải vạch sẵn mục tiêu, kế hoạch cho mình, đồng thời phải cố gắng hoàn thành đúng thời gian mà mình đã quy định. Nếu không, họ sẽ phủ nhận sự tích cực của mình, cũng chứng tỏ rằng cuộc đời họ không trọn vẹn. Tích cực theo quan điểm đó thực vất vả. Họ không phải ngừng chạy đua với bản thân, ép mình phải thực hiện được một mục tiêu nào đó. Thoạt nhìn ta cứ ngỡ họ giàu sức sống, có triển vọng tốt đẹp, trên thực tế đấy là cuộc sống đầy áp lực, nhất định đó là cuộc sống đau khổ. Chính vì thế mà không ít chuyên gia tâm lý diễn thuyết về tích cực hay tiếp chuyện với tôi lại thường hỏi về cách giải quyết và giảm nhẹ áp lực cho mình. Đặt ra mục tiêu cho mình là điều rất tốt, nhưng nếu không biết cách cân bằng hài hòa tâm lý và tìm phương án phụ thì cuối cùng vẫn sẽ bất lực, không thể giải quyết chu toàn. Hơn nữa, khi mục tiêu trở thành áp lực không thể gỡ nổi thì dù đó là mục tiêu tốt đẹp thế nào cũng là nguyên nhân của đau khổ. Bạn thử nghĩ cho kỹ xem, đời người vốn đã quá nhọc nhằn đau khổ, cớ gì chúng ta lại tạo thêm đau khổ cho mình? Vì thế bất luận thế nào, chúng ta cũng cần phải tạo cho mình một không gian thoải mái để hài hòa tâm lý, xoa dịu căng thẳng trong lòng. Bạn đừng tự mua dây buộc mình, làm hết mình nhưng đừng để công việc trở thành gánh nặng. Làm thế nào mới là sự tích cực đích thực? Tích cực đúng nghĩa đòi hỏi bạn phải biết kết hợp với năng lực của bản thân, làm những việc trong tầm tay mà mình thích, hoàn thành công việc vừa sức giúp bạn cảm thấy mãn nguyện, thư thái trong lòng. Khi đó tự nhiên bạn sẽ thấy tích cực là điều dễ làm. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội như thế, vì phần lớn mọi người thường phải làm việc không như mong đợi. Ví như học một ngành, làm một ngành, thích làm việc này nhưng phải làm việc khác, mong muốn điều này nhưng được điều khác. Thường thì những việc mình thích chỉ trở thành nghề tay trái và ngược lại. Người ta có câu, làm việc bạn thích, nếu không được hãy thích việc mà bạn đang làm. Làm công việc đúng như mình mong muốn là một diễm phúc. Tuy nhiên nếu không được, bạn hãy học cách chấp nhận công việc trước mắt, từ từ tạo hứng thú cho mình, chuyển tâm lý từ không thích sang thích một việc nào đó. Đó chính là sự tích cực.